Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em Tùng sẽ lên cho anh em xem một cái combo của Makita, bao gồm có một máy, một pin và một sạc. Và Makita từ Nhật về, màu đen, nó là hộp rootless, nó mới chầm chầm và nó sản xuất tại Nhật. Thì cái hàng này là hàng nội địa bên Nhật nha anh em, nó có cái chữ toàn là tiếng Nhật. Thì cái này mình order từ Nhật về và bàn phím thì cũng toàn tiếng Nhật nha anh em, hàng new chăm chăm. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Và cả một cái combo này giá của nó là 5 triệu mốt, bao gồm có một sạc điện 220, một cục pin zin 18V 3A và một cái máy hở không chỗ than Makita TD171D. Thì lực của nó là 180 Newton và nó rất nhiều, có đèn rất là nhiều chức năng nha anh em. Đây, 1 2 3 4 5. 1 này. 2 3 4. Có hở báo đèn ở dưới luôn. Tắt đèn. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì giá của nó là 5 triệu mốt. Anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng.